Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe nhỏ gọn nhập khẩu nguyên chiếc, bền lành, rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Nhất là nó sẽ mang một cái thương hiệu của Toyota, Toyota Yaris. Phiên bản này thì có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem, đã được ba chủ nâng cấp hệ thống cam 360. Đây là những cái chi tiết về phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với đèn halogen, có đèn led daylight, hệ thống đèn gầm. Mâm thì trang bị mâm hợp kim, với một dàn lốp lát của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Với mâm thì trang bị mâm 16 inch, nét lốp là tuần thứ 28 của năm 2017, lốp liền đời, dàn sơ cua của chiếc xe thì vẫn còn rất mới anh chị ạ. Chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Tuấn Auto, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không gặp nước, bao check test mọi nơi cho các bác đang có nhu cầu. Đây là những đường nét ở phần đuôi xe với hệ thống bóng đèn hậu và những tính năng an toàn cảm biến cam nồi, hệ thống gạt mưa được trang bị đầy đủ. Và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì anh chị các bạn đợi một chút, do cái xe này nó đơn vị cái chế độ khóa auto lock, cái quá trình mà anh chị và các bạn vận hành vài km thôi thì nó sẽ tự động nó khóa hết các cái cửa còn lại, đảm bảo cho khi trẻ em lên xe nó sẽ không thể là mở ra được, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Hệ thống ốc bản lề hay là những cái phần keo chỉ tinh tán vẫn còn nguyên bản hết anh chị nhé. Với kính của chiếc xe thì ba chủ các cái đã dán kính 3M rồi, anh chị và các bạn mua về sẽ không phải dán thêm gì nữa. Một cái không gian bên trong thì nó sẽ có một không gian chứa đồ khá là rộng rãi. Lốp sơ cua của chiếc xe thì vẫn sẽ nằm dưới gầm này. Đấy, lốp sơ cua vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất còn mới nguyên đây. Tất cả đồ nghề, tất cả các chi tiết, mình có thể hạ hàng ghế thứ hai để gia tăng thể tích chứa đồ. Với cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó cũng rất hợp lý thôi, chỉ khoảng 475 triệu là anh chị các bạn có thể sở hữu chiếc Toyota Yaris phiên bản G. Đây là cái thông số kính của chiếc xe. Tất cả đều thông số là liền đời hết anh chị nhé, để đảm bảo cho anh chị và các bạn biết được cái chiếc chất lượng của chiếc xe, nó không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả, mọi chi tiết nó đều còn trong tình trạng là nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe nó vẫn còn đầy đủ trong hãng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Ghế ngồi thì trang bị ghế da màu kem đục lỗ thông hơi, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi. Có trang bị ba cái tựa đầu giảm chấn, một cái không gian bên trong khá là rộng rãi anh chị ạ. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ nhìn vào phần cánh cửa đây, với những phần keo chỉ đinh tán hay là hệ thống táp ly, phím bấm chức năng, rồi là những cái phần như là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng này, hệ thống gạt mưa, đèn auto, màn hình được nâng cấp lên cái màn hình Android kia, có đa chức năng giải trí và cũng là tiện ích hệ thống cam 360 giúp anh chị và các bạn có thể quan sát dễ dàng với hình ảnh sắc nét rõ ràng anh chị nhé. Đấy, cần số tính năng thì nó cũng thực dụng thôi, nó cũng chả có gì cả, ngoài điều hòa rồi FM các thứ. Ba chủ thì nâng cấp lên cái Android này, nó sẽ có thêm cái chức năng bản đồ dẫn đường, thêm với một số các tiện ích khác nữa về giải trí cũng như là sử dụng. Đấy, xe ở đây có những phần cột kèo anh chị có thể tham quan này, với năm sản xuất là 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Cột kèo, thông số của chiếc xe thì em luôn giới thiệu rõ ràng đầy đủ để anh chị và các bạn có thể là xem và lựa chọn cân nhắc. Với máy của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy rất là vừa phải, di chuyển trong phố linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những cái chi tiết về hệ thống lắp cabo đến những cái phần con ốc thanh răng, các chi tiết để anh chị và các bạn có thể đánh giá được là xe có bị tháo đèn ra để sửa chữa hay không này, rồi là những phần thanh răng này để tháo ra để anh chị và các bạn có bị trong quá trình đâm va tháo ra hay không. Hệ thống ốc mặt máy và những cái phần keo mặt máy, ốc chân máy, tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Đấy, đơn vị bán xe ra thì có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Chiếc xe Toyota Yaris
phiên bản G sản xuất là năm 2018, hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 475 triệu. Giá này thì em còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.